Hello everyone, welcome to the website tiengang.com and this is Mui Trần, the English teacher of English with 8. Chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình tiếng Anh lớp 8 của website tiengang.com và cô là Mui Trần. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 2 trong series bài giảng Unit 6 Folktale nhé. Hãy bắt đầu với phần từ vựng ngày hôm nay nào. Cô có từ đầu tiên, ogre. An ogre là yêu tinh. A knight, hiệp sĩ. Evil, cái ác, xấu xa. Cunning, xảo quyệt. Fierce, hung dữ. A witch, phù thủy. Good cutter, tiểu phu. Ok, vậy khi đã hoàn thành phần từ vựng rồi, chúng ta sẽ chuyển qua phần luyện tập thôi. Let's get started. Trên đây cô đang có các bức tranh và phần như thế này cô đang có các tên gọi tương thích với những bức tranh này. Vậy từ đầu tiên, good cutter, tiểu phu, chúng ta sẽ có bức tranh nào phù hợp đây nhỉ? Chính là bức tranh sick. Vậy chúng ta nối sick and a. Very good. Next. Emperor là hoàng đế. Vậy bức tranh nào là hoàng đế nhỉ? Là bức tranh Ford. Vậy chúng ta có Ford goes with B. Next, Buddha là Phật đấy. Và chúng ta sẽ có bức tranh 2 về Phật đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có 2 goes with C. Next, Knight. À đúng rồi, đây là hiệp sĩ đúng không nào? Vậy thì chúng ta có bức tranh nào là hiệp sĩ đây? Vô cùng đẹp trai đúng không nào? 7 go with thee. Next, fairy là một nàng tiên. Như vậy chúng ta có bức tranh 3 đúng không nào? Princess là một nàng công chúa. Như vậy 8 go with F. Vậy chúng ta còn giant là khổng lồ. Và đấy cũng là nội dung của bức tranh 1. Cuối cùng, witch, phù thủy là nội dung của bức tranh phải. Như vậy các em hãy nhìn một lần nữa cho cô nhân vật và các từ tương thích nhé. Ok, phần thứ hai chúng ta cũng là một bài tập nối. Nhiệm vụ chúng ta là gì? Match the creatures with the pictures. Hãy mô tả những nhân vật với những bức tranh sau. Ok, cô có đầu tiên bức tranh 1. Ogre, đúng không nào? Bức tranh 2 của cô, đây là bức tranh về sư tử. Như vậy chúng ta sẽ có lion. Đây là bức tranh về rồng. Bởi vậy cô sẽ có the dragon. Còn đây là bức tranh về chú rùa của chúng ta, và đó là the tortoise. Đây là bức tranh về chó sói. Như vậy chúng ta có từ wolf. Đây là chú thỏ đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có từ hare. Đây là đại bàng. Và đại bàng của cô sẽ là eagle. Còn đây là cáo. Và cáo sẽ là fox. Ok, now put the adjective into the correct column. Ở trên này cô đang có các tính từ. Dưới này cô đang có hai cột. Một cột là positive và một cột là negative. Positive là tích cực và negative là tiêu cực. Vậy chúng ta cùng điền nhé. Cheerful, vui mừng. Chắc hẳn đây là sắc thái của positive rồi. Generous, ok, hào phóng cũng là sắc thái của tích cực, và đó là positive. Brave, sự dũng cảm cũng là sắc thái của positive. Kind, sự tốt bụng, sắc thái của tích cực, positive. Negative, cô có các từ sau. Cruel, độc ác. Mean, ích kỷ. Evil, xấu xa. Greedy, tham lam. Wit, xấu xa. Fierce and cunning. Như vậy, chúng ta đã nắm được sắc thái nghĩa của hai phần này chưa? Chúng ta cùng chuyển qua phần tiếp theo nhé. Now use this adjective to describe some character in one of your favorite folk tales. Hãy mô tả bằng các tính từ vừa rồi để mô tả một trong những nhân vật cổ tích mà các bạn biết nhé. Mình có ví dụ sau. There's a wolf in a Little Red Riding Hood. He's cunning and wit. Có một con sói ở trong câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ, và hắn ta rất là xảo quyệt.
There's a fairy in Cinderella, she's kind. Có một bà tiên trong câu chuyện của Cinderella, bà ấy rất là tốt bụng. There's a prince in Snow White and Seven Dwarfs, he's brave. Có một hoàng tử ở trong câu chuyện Bạch Tuyết và Bạch Chú Lùn, anh ấy rất là brave, dũng cảm. Ok, phần cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần intonation để bổ sung cho phần phát âm của chúng ta. Intonation là ngữ điệu lên xuống của câu. Bởi vậy, chúng ta sẽ có ngữ điệu cho câu cảm thán nhé. Listen and repeat. What a colorful hat she's wearing. Như vậy chúng ta sẽ xuống ở cuối câu nhé. Wearing. What a time we had today. Vậy chúng ta sẽ xuống ở cuối câu today. What beautiful eyes she has. Vậy chúng ta sẽ xuống ở cuối câu she has. What a nice day it is. Vậy chúng ta sẽ xuống ở cuối câu it is. What good news it is. Chúng ta sẽ xuống ở cuối câu it is. Vì đây là cấu trúc của câu cảm thán. Chúng ta cùng nhìn lại nhé. What a colorful hat she's wearing. What a time we had today, right? What a beautiful eyes she has. What a nice day it is. What a good news it is. Okay. Vậy hãy cùng luyện tập thông qua những câu sau nhé. What a beautiful princess she is. What a bright knight they are. What a big nose the wolf has. What a fierce ogre it is. What a handsome prince he is. Okay, vậy qua phần luyện tập ngữ điệu vừa rồi, cô muốn chúng ta hãy luyện tập nhiều hơn để chúng ta có ngữ điệu mềm mại và giống người bản xứ hơn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thank you for your attention. Và nhớ làm bài tập về nhà website tiếngAnh.com nhé. Bye bye.